Câu 5 nè. Câu 5. Rồi, cho đề bài nè. X, Y thuộc vào số tự nhiên. Để xin lỗi, số thật. Cho 2X cộng căn 2X trừ 1 bằng căn Y trừ 1 cộng Y. Thì tìm giá trị B min, được chưa? Thỏa mãn cái biểu thức này. Thỏa mãn cái biểu thức này. Thì các bạn thấy rằng ở đây có mấy ẩn à? Ẩn X và ẩn Y. Hai ẩn các bạn giải khó lắm. Nên các bạn phải dùng cái dữ liệu này nè. Đưa nó về một ẩn. Vậy mình giải nha. Đó là 2X nha. Mình viết. Các bạn nhìn kỹ là sẽ trừ chấm để cho các bạn thấy hình dung nha. Bằng căn Y trừ 1. Mình mang cái Y này ra trước. Xin lỗi, lỡ rồi. Được chưa? Rồi các bạn thấy ở đây trừ 1 không ạ? Ở đây trừ 1. Và bên đây trừ 1. Được chưa? Bên trái thêm bao nhiêu, bên phải thêm bấy nhiêu thì cái phương trình này vẫn bằng nhau. Ok chưa? Rồi tiếp tục nè. Các bạn nhìn kỹ nè. Lấy căn bình lên nè. Lấy căn bình lên nè. Ok chưa? Vậy ở đây các bạn phải cần điều kiện gì à? X cái căn này phải lớn hơn 0. Điều kiện lớn bằng 0, 2x trừ 1 phải lớn hơn bằng 0. Và cái căn này phải lớn hơn bằng 0. Được chưa? Ở đây các bạn giải ra x sẽ lớn hơn bằng 1 phần 2 và y sẽ lớn hơn bằng 1. Được chưa? Rồi tiếp tục các bạn nhìn nha. Chỗ này khó nè, các bạn không liên hệ được là các bạn sẽ giải không ra nha. Đó, cộng nè, căn 2x trừ 1 bằng. Thì các bạn nhìn nè, A bình theo thằng đẳng thức đó là A cộng B tất cả bình. Thì bằng A bình cộng 2 lần AB cộng B bình. Thì đây A bình nè, cộng nè, 2 lần nhân A nè, nhân B là bao nhiêu để ra đúng 1 ạ? Nhân 1 phần 2. Vậy đây là B nè, vậy mình cộng B bình đó. Được chưa? Tương tự bên này cũng vậy. Đây nè, mình viết cái này ra phía trước nha. Trừ 1 tất cả bình nè, cộng nè, căn Y trừ 1. Đây nè, theo thẳng thức nè, A bình cộng 2 lần nhân A nè, nhân B là 1 phần 2, để nó ra giống thằng này. Được chưa? Thì cộng 1 phần 2 tất cả bình. Thì ở đây cộng 1 phần 2 tất cả bình, ở bên đây cộng 1 phần 2 tất cả bình thì như nhau, vậy tương đương. Ở đây ra hàng đẳng thức đó là A cộng B tất cả bình. Tiếp tục ở đây cũng ra A cộng B tất cả bình. Rồi, ok chưa? Ok chưa? Rồi, tiếp theo các bạn nhìn kỹ vào đây. Đây là số lớn hơn bằng 0 nè. Cộng cho số lớn hơn 0, vậy hàng này lớn hơn 0. Hàng này cũng tương tự lớn hơn 0. Vậy bình phương, bỏ bình phương. Thì hai này bằng nhau, không có cộng trừ nha các bạn, bởi vì nó là số dương đó. 2x trừ 1 cộng 1 phần 2 bằng căn y trừ 1 cộng 1 phần 2. Sau đó rút nè. Ok chưa? Vậy mình sẽ có tương đương căn 2x trừ 1 bằng căn y trừ 1. Rồi căn a bằng căn b khi và chỉ khi a lớn hơn bằng 0 hoặc b lớn hơn bằng 0 và bình phương hai vế a bằng b. Thì a bằng ở đây có rồi nè, đây điều kiện nè các bạn, hai cái điều kiện này nè, được chưa? Vậy mình sẽ chỉ cần cho hai cái hàng này bằng nhau, sau đó rút nè, vậy mình sẽ tương đương 2x bằng y, nhớ cái chỗ này. Được chưa? Sau đó các bạn nhìn vào cái biểu thức B. Đó, nhớ cái chỗ này nha, biểu thức B nè. Biểu thức B, B bằng 4x bình cộng 3y bình trừ 5, 2x cộng y cộng 9 phần 2x cộng y cộng 26. Thì mình với nè, với 2x bằng y nè, thấy không ạ? Với 2x bằng y đúng không ạ? Với 2x bằng y thì chỗ nào có y các bạn thay bằng 2x giúp đỡ. Được chưa? Đó, vậy B sẽ bằng gì ạ? B sẽ bằng gì ạ? B sẽ bằng 4x bình nè cộng 3 2x tất cả bình nè trừ 5 nhân 2x cộng 2x đóng ngoặc. Để đóng ngoặc nè. Rồi cộng 9 phần 2x cộng 2x cộng 26. Rồi,
vậy bằng cái gì à? Này xảy ra bao nhiêu à? Đây nè, đây nè. Đó. Và đây nè. Rồi, vậy xảy ra đây với đây là bao nhiêu à? Đây 12, đây 10, 16 x bình trừ đây là 20 x cộng đây là 9 phần phần 4 x cộng 20 26. Được chưa? Rồi, thì tiếp theo nha, các bạn cẩn thận chỗ này nè, cẩn thận chỗ này giúp lợi. Cẩn thận chỗ này nha. Chỗ này do có dấu trừ nè, nên các bạn sẽ giải quyết chậm nè, bằng nè, các bạn nhìn kỹ nè. Đây nè, 16 x bình có phải là 4 x tất cả bình không ạ? Đó. Ok chưa? Thì theo công thức là trừ 2 lần nhân A, nhân A đi à, là 4 x nè. Nhân B, nhân B là bao nhiêu để thằng này nó triệt tiêu? Đó. Đó, chỗ này các bạn cẩn thận chỗ này nha. Đó, các bạn nhìn kỹ không ạ? Đó, A bình nè. A bình, để mình ngẫm từ từ nha, các bạn suy nghĩ từ từ nha. Chỗ này các bạn cẩn thận chỗ này, cẩn thận chỗ này nha. Không là mình sai chỗ này đó các bạn cẩn thận. Được chưa? Thì ở đây các bạn làm sao để cho cái xuất hiện cái hàng này là số dương nha các bạn, số dương nha. Thì mình thấy rằng mình sẽ nhân cho B là 3. Đó, ở đây là kỹ năng nha. Đó, A bình nè, trừ 2 nhân A nhân B, vậy là cộng B bình. Được chưa? Vậy ở đây các bạn nhìn kỹ nè, ở đây 2 nhân 4 nhân 3 là 20, 24 trừ 24. Trừ 24, mà ở đây là bao nhiêu à? Ở đây là trừ 20, ta lấy trừ 24 trừ 20 ra là bao nhiêu à? Đó, là ra bao nhiêu à? Trừ 20 nè, ta lấy trừ 20x trừ với thằng này ra là cộng 4x. Đó, các bạn cẩn thận nha. Chỗ này các bạn không hiểu đó, các bạn có thể khó hiểu đó. 9 phần 4x. Rồi, đây nè, chứng bình nè, ở đây có 26, mà đây chứng bình là chứng rồi, lấy 26 trừ chứng còn lại là bao nhiêu à? Còn lại là 17. Đó, 17. Từ đây tới đây là hàng đẳng thức nè, vậy là bằng A trừ B tất cả bình cộng, đây viết lại nè, 4x cộng 9 chia 4x cộng cho 17. Hàng này luôn luôn lớn hơn bằng 0. Hàng này các bạn dùng bất đẳng thức câu C, sau đó vậy nó sẽ lớn hơn bằng cái gì đó, rồi các bạn làm tiếp, được chưa? Đó, vậy lớn hơn bằng, vậy nhỏ nhất khi xuất hiện dấu bằng. Ok chưa?